À, sẵn tiện đây thì anh cũng có một cái ứng dụng nó tên là Quick ABBVN. Thì sẵn tiện anh chỉ cho em này, chỉ cho tất cả các bạn đang xem nha, trên màn nhỏ luôn. Thì cái ứng dụng này là em vừa chơi game vừa kiếm tiền được luôn. Nhưng mà nó không có nhiều nha, tại vì cái này là kiếm tiền miễn phí. Cho nên là mình trả lời câu hỏi thôi. Đây là một cái game mình trả lời những cái câu hỏi, nó giúp mình tăng thêm kiến thức mà vừa kiếm được tiền luôn, nó rất là hay. Rồi rồi bây giờ em mở điện thoại lên đi. Em vô cái CH Play á. Vô cái CH Play của em á. Rồi em bấm vô cái thanh tìm kiếm là Q, chữ Q, chữ U, chữ Y, rồi chữ Z, rồi ABBVN. ABB vào khoảng cách ra VN. Đó, rồi em bấm vô cái biểu tượng là có cái màu đỏ với màu vàng đó đó. Hai cái giống như trò chuyện, em bấm cài đặt đi. Rồi bấm mở lên. Cái này em bấm vô ngay cái chỗ chữ đăng ký nè, tôi chưa có tài khoản, bấm vô đăng ký nè. Rồi bấm vô, em đặt cái tên hiển thị của em. Em đặt cái tên hiển thị là đặt cái gì cũng được. Đặt cái gì cũng được. Rồi tới email, điền email em đang xài á. Rồi tới số điện thoại. Cái này lưu ý là cái số điện thoại em có đăng ký Momo nha. Cái số điện thoại đăng ký Momo, cái số điện thoại đang sử dụng á. Tại nhiều khi sợ mình rút về Momo nó sẽ xác nhận lại cái số mình đang xài á, cho nên phải điền đúng cái số mình đang sử dụng Momo nếu mà muốn rút về Momo. Rồi tiếp theo là mình cài đặt mật khẩu đi. Mình cài đặt mật khẩu để mình nhưng mà em phải nhớ mật khẩu để em đăng nhập vô á. Rồi xác nhận lại mật khẩu lần nữa. Mật khẩu ít nhất phải 8 ký tự. Mật khẩu dài lên chút. Rồi bấm đăng ký, lỗi tên hiển thị trong khoảng từ 5 tới 32 ký tự. Tên hiển thị phải dài chút. Bấm đăng ký. Rồi ok, mình đăng ký xong là đăng nhập hàng ngày bạn nhận được 50 lượt chơi. Rồi em bấm đồng ý. Có nghĩa là mình đăng ký xong là mình mỗi ngày mình sẽ trả lời được 50 câu hỏi. Thì ở đây là em thấy nó có cái phần nhập mã mời nè. Rồi ngay cái chỗ nhập mã mời này nè, là nếu như mà em có cái mã mời để em nhập vô á, thì thay vì thí dụ em trả lời đúng một câu là em nhận được 30 điểm. 30 điểm là nó tương đương với lại là 30 đồng, 30 đồng tiền Việt Nam á. Còn nếu bây giờ em nhập cái mã mời vô là em được nhân 2 lên, là em được mỗi câu nếu em trả lời đúng là em được 60 đồng. À, ngon không? 60 đồng một câu thì em trả lời 10 câu là em được 600 đồng. Không, trả lời 100 câu em được 6.000. Trả lời 100 câu mà cái này nó cho mình tối đa là một ngày mình trả lời được 50 câu là một ngày em sẽ kiếm được 3.000. Nếu em trả lời đúng hết mới được 3.000 mà không sao, cái này chúc anh lên tra Google, em tới câu gì anh lên tra Google em trả lời là đúng hết rồi. Không, nó cho mình thời gian 30 giây là. Còn cái mã giới thiệu em nhập là E, em đọc là Y nha, Y, Y ngắn á. Viết qua đi, viết qua đi. Viết hoa nha. Y, rồi E, B, B phở, M, Y ngắn, số 6. Rồi em bấm xác nhận đi. Nhập mã giới thiệu thành công đó, bạn sẽ được nhân đôi phần thưởng. Thì tất cả các bạn đang xem video này, bạn cũng có thể nhập cái mã mời này để các bạn nhân đôi phần thưởng nha các bạn. Rồi thì ở đây là cái top xếp hạng nè. Đó, mấy cao thủ nè là kiếm được chợ 81.000 điểm luôn. 60 62.000 là thì nó tương đương với cái số tiền luôn á. Cái điểm này là nó tương đương số tiền luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến cái phần kiếm tiền đi. Rồi, bây giờ để kiếm tiền thì chúng ta sẽ bắt đầu bấm vào cái nút đấu xếp hạng. Rồi bấm vào cái nút đấu xếp hạng là bắt đầu luôn. Rồi, câu hỏi gì vậy? Đường biên giới Việt Nam dài khoảng bao nhiêu? Đang chờ một chút lên tra Google. 45 4510. Ủa? Ở 45 đi, em chọn 45 đi, trả lời. Trả lời đồng ý. Ủa? Ủa biên giới đất liền. Ủa sao kỳ vậy? Thì biên giới đất liền đó, tiếp theo. Bạn em bấm tiếp theo đi. Tác giả của tác phẩm Lục Vân Tiên là ai? Lục Vân Tiên. Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu. Đồng ý. Đó, chính xác. Đó, trả lời chính xác là bạn sẽ được cộng 60 điểm, em được cộng 60 điểm dưới góc nè, thấy không? Giờ trả lời tiếp. Hành trình nào gây ra hiện tượng thủy triều trên trái đất là do mặt trăng?
Đó, câu nào mình biết mình trả lời, câu nào không biết mình search Google nha anh em. Thì đó, giờ trả lời tiếp nè. Ông Tổ có công xây dựng nước ta là ai? Hùng Vương. Ở không? Ừ, Hùng Vương là ông Tổ, đúng rồi, Dỗ Tổ Hùng Vương. Đó, câu nào mình biết mình trả lời để mình gia tăng thêm kiến thức anh em. Còn câu nào không biết mình tra Google để mình kiếm tiền anh em. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Thì nói chung là các bạn mà không có muốn tra Google, mình muốn chiến thắng bằng thực lực của mình, thì các bạn không cần tra Google, bằng trả lời cũng được. Nhưng mà cái này mình sẽ bị thiệt về tiền anh em. Mình trả lời mà đúng ít quá thì mình sẽ kiếm tiền ít, cho nên mình phải vừa tra Google. Đó, giống như mình có người kế bên này vui anh em. Thành phố nào là thủ đô của nước Pháp Paris? Đó, như người có kế bên, một người tra Google, người kiếm cũng vui anh em. Còn nếu anh em có máy tính thì anh em vừa chơi, anh em vừa tra máy tính cũng kịp anh em. 30 giây mình tra dư sức. Đó, trả lời chính xác. Rồi, ok. Bây giờ mà hướng dẫn sơ sơ thôi, chứ nó không có đủ thời gian để mà hướng dẫn để mà làm hết câu hỏi. Thì bây giờ mình sẽ đến cái phần rút tiền nha em. Em bấm vô ngay cái nút đổi thưởng bên dưới cùng á. Rồi, ở đây nó có ba cái hình thức. Cái thứ nhất là Viettel. Đó, Viettel em thấy bên trên là mình đổi ra cái thẻ điện thoại để mình nạp á ha. Còn cái Gardena là mình thẻ game để mình nạp, mình chơi game. Còn cái Momo là mình rút tiền mặt về cái ví Momo mình luôn. Bây giờ là em chọn một trong ba. Ví dụ em chọn Momo đi. Đó, xong rồi cái mệnh giá thấp nhất để rút là 10.000 nha các bạn. Thì khi nào các bạn chơi đủ 10.000 điểm á thì các bạn sẽ rút được. Còn sau đó là mình chọn cái mệnh giá rồi mình bấm vô là tôi đồng ý. Đó, xong đó mình bấm vô cái nút đổi thưởng là xong. Tại hôm nay mình chưa có tích đủ số điểm là 10.000 điểm để mình rút. Thì mỗi ngày đó các bạn kiếm được tối đa sẽ là 3.000. Thì khoảng hơn 3 ngày là các bạn sẽ đủ 10.000 để các bạn rút. Thì mỗi ngày các bạn sẽ trả lời 50 câu hỏi, nó cũng rất là nhanh thôi các bạn. Có thể là trong cái thời gian mình lướt Facebook hoặc là mình chơi những cái trò chơi mà nó vô bổ, nó tốn thời gian mà nó không kiếm ra tiền được, thì mình có thể chơi cái này mình vừa củng cố thêm kiến thức mà mình vừa kiếm được tiền nữa các bạn. Nhưng mà nếu các bạn chơi theo cái trường phái mà các bạn không thích search Google á, bạn chơi theo bằng thực lực của mình thì có lẽ là các bạn sẽ nhớ dài hơn. Nhưng mà mình thích là mình thích chơi là có hai người như vậy vui các bạn. Một người search Google và một người trả lời các bạn cũng khá là thú vị mà vừa kiếm được tiền nữa các bạn. Thì những bạn nào lần đầu tiên đến với kênh channel của mình thì các bạn hãy nhấn cái nút đăng ký và bật chuông chọn nhận tất cả thông báo. Thì sắp tới mình sẽ cập nhật về rút tiền trên cái con này thử xem là nó có uy tín không nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.